Trong ở ngoài không? Ở trong. Bên trong luôn hả? Thì giờ kể giờ kêu đợi mình cho nước cái mình xả ra cái mình cho nó chắc ăn. Dạ ok. Nước uống ra như vậy. Dạ. Nếu mà xả bỏ thôi ngưng lại đi. Để cho nó vệ sinh rồi nó xả ra luôn. Như là nãy có lau chút chưa? Vậy nên để nó mấy nước lên được. Được được được. Để dạy cho ngưng nước đi. Thôi, cứ để đi, chạy đi. Cả lấy giò để rửa luôn. Rồi, ok. Dạ. Thì cái hồ này hôm trước là bên em xuống lắp là nó lúc đó là chưa có nội thất gì hết mọi người nha. Lúc đó nhà đang xây. Đó, thì giao bộ này là 2m32, rộng 68, cao 1m06. Là chân sắt, full vật liệu lọc, máy bơm, đèn và cái bộ điều khiển thay nước tự động mọi người nha. Đó, thì một lát nữa thì bên em sẽ lắp đặt hết từ đầu đến cuối và cũng như là sẽ hướng dẫn cho khách sử dụng ha. Có phần gỗ này là bên nội thất của bên nhà làm. Đó, bên em chỉ làm phần hồ với thằng chân thôi. Thì hôm nay thì nhà đang trong giai đoạn hoàn thiện, giai đoạn cuối rồi. Đó, thì bên em sẽ tiến hành sẽ thả cá cho khách mọi người nha. Đó, đàn cá này rất đẹp luôn. Tuyển đuôi càng rất là đẹp luôn mọi người ha. Mọi người chúng ta đợi chút xíu nữa mình chúng ta xem được cá nha. Đó, mọi thứ sẽ được chuẩn bị rất là chỉnh chu và rất là ok mọi người nha. Thì bây giờ sẽ tiến hành cái khâu vệ sinh lại hồ mọi người nha. Đó, tại vì đôi khi thi công thì mấy cái bụi này nó rơi vào. Thì bây giờ sẽ vệ sinh lại từ đầu. Đó, và đã cho nước vào mọi người ha. Cái bơm mọi người chúng ta thấy không? Những cái tia nước nó bắn ra. Khi mà cái hồ nó hoạt động thì những cái này nó sẽ thổi đáy mọi người nha. Và tạo cái dòng chảy cho cái đàn cá. Đó, bơm 12.000 lít một giờ. Cực kỳ mạnh luôn mọi người ha. Tại vì cái bể này rất là lớn. Tổng số thể tích nước của nó cả trên dưới là gần 2 khối nước. Nó khoảng tầm 2 khối nước mọi người nha. 2.000 lít. Đó, nên mình xài bơm 12.000 lít trên giờ. Rất là ok. Đó. Đây, quay tổng thể cho mọi người chúng ta xem. Cái không gian rất là đẹp luôn. Ở ngoài đường nhìn vào khi ban đêm thì giống như một cái tivi màn hình to ha. Màn hình này nếu mà tính ra chắc khoảng 100 mấy chục inch, gần 200 inch á. Rất là đẹp tại vì chiều cao của cái hồ này là 1m06 lận. Đó. Thì bây giờ sẽ lắp đèn mọi người nha. Hồ này thì sẽ được lắp 4 cây đèn. 4 cây đèn chuyên dụng trong huyết long. Nhà thì được anh xây rất là tâm huyết, rất là đẹp luôn. Ở trên có cái sân thượng để mà BBQ, để mà trồng cây, rất là chill, rất là đẹp ha. Thì cái quá trình mà xử lý nước và cũng như là cho cá làm quen nước thì rất là quay cho mọi người chúng ta xem rất là nhiều rồi, cho nên là em sẽ đốt cháy giai đoạn bớt mọi người nha. Đó, coi như là sẽ bỏ bớt cái giai đoạn đó để tránh mất thời gian của mọi người ha. Đó. Thì đây là sau khi quá trình xử lý nước và đã thả mấy em nó ra. Đây, quay cho mọi người chúng ta xem nha. Ở này thì nó đang bị chóa sáng một chút xíu mà chúng ta thông cảm ha. Đàn cá thì cực kỳ là đẹp luôn, anh em nhìn thấy ha. Tất cả đều là đầu muỗng và đuôi càng rất là to nè mọi người ha. Đó. Có 6 con huyết long, 2 con hổ, 2 con két kinh công và 2 con sam, một con sam Black Diamond và một con sam Albino. Đó. Mấy em nó mới được thả ra và còn chưa được căng lắm nha. Một lát nữa mọi chúng ta xem sẽ thấy mấy em nó căng cực kỳ luôn, rất đẹp luôn ha. Đây là hai em ngân long albino. Mấy em huyết long này là chưa được 30 đâu nha mọi người nha, mà 20 mấy cm thôi, nhưng mà má đã lên cam rất là đậm rồi. Anh trai này thì đã chốt cá lâu rồi nhưng mà đợi thợ làm nhưng mà bị delay bị kéo dài ra rất là lâu. Đó, bên em giữ cho khách đàn cá này cũng 2 tháng.
và cá phát triển rất tốt. À, dù mình chăm cho khách nhưng mà mình chăm rất là ok, đàn cá phát triển màu mè body rất là đẹp ha mọi người thấy ha. Tất cả là má nó đã lên viền cam rất là đậm luôn. Lát em sẽ quay cho mọi người chúng ta xem cận cảnh hơn ha. Ở chợ anh thấy mấy bốn trống luôn chưa? Chưa anh. Anh lấy điện thoại anh mặc thêm giùm em cái. Ở chợ thì nó chật lên. Bên cạnh hay chưa có luôn. À. Mấy con này là mấy kêu là mấy con gì? Cái này cá sàm anh. Hết là full hết rồi đây. Đó. Bốn cây đèn. Em thả về nhà anh ấy nó đẹp hơn nhà em luôn. Khổ lên màu quá trời. Biết thành kỳ không? Không thành kỳ. Thành kỳ là em chăm. Ở đây một mẹ không biết cá. Con này em mua là nhỏ nó cái như cá con. Rồi nó sẽ bự lên từ từ nó mới chịu. Nuôi vậy nó cái đàn này thả ra hồ lớn này nó cái bộ thay nước tự động cũng vậy cho không hết không? Dạ, này cũng anh em lắp luôn. Dạ. Thấy ông đó cái ông đây chơi là thứ hai cái còn cái không có làm gì không? Dạ còn nhiều anh. Có nhiều người rất cần chơi cái này. Màu gian cũng được. Thì cái mặt lên càng đậm ha. Nữa lên là đâu có màu đâu. Tới nhiều lắm. Dạ dạ con rồi. Rồi. Này nó muốn nhiều nè. Thấy sao anh? Okay. Nhưng mà cái hồ này thì cái số lượng cá này nó cũng hơi ít chút xíu. Bởi vì nhưng mà trời nam nó hơi lên chút rồi giờ. Thì mấy con huyết long này á là nó sẽ bơi từ trên nè. À. Còn hổ với con két trung tâm này là nó bơi từ giữa. Hai con đó là giữa. Đúng rồi, dạ. Hy vọng nó không phải nữa luôn. Rồi bên trong đây là cái cục nguồn của thiết bị điều khiển thay nước tự động ha. Ở đây có một con cảm biến để nó điều khiển cái nước của cái phần lọc. Đây. Còn ở trên này nó cũng sẽ có một cái con cảm biến ở trên nữa nhưng mà nó nằm trên mặt nước nên mình không có thấy được. Đó. Đây, hệ thống rất đơn giản nha. Tức là tất cả những cái hồ bình thường đều lắp được cái bộ điều khiển này mọi người nha. 2m32, rộng 68, cao 106. Rất đẹp không? Cái này do nó đang trá sáng ở bên ngoài á.
Chứ nếu mà tối á thì cái hồ nó sáng không thì nó sẽ nhìn nó nổi lên đẹp hơn. Dạ đúng rồi. Cái này siêu tiết kiệm là anh có tắt nó vẫn chạy đi nha. Khi mà anh muốn thay nước bất cứ lúc nào thì nó sẽ thay được đó. Thì mình sẽ bấm vô đây. Đó là em trai kỹ thuật đang hướng dẫn cho anh chủ setup cái thay nước tự động mọi người nha. Đó là app của Rồng Việt Nam luôn, tên Rồng Việt Nam trên iOS và Android của điện thoại Android mọi người nha. Đó thì nó bằng tiếng Việt luôn và app này độc quyền của Rồng Việt Nam. Mọi người vào iOS hoặc Android mọi người chúng ta gõ vào Rồng Việt Nam là sẽ ra app của bộ điều khiển bên em mọi người ha. Đó. Thì đây là khi mà đóng cái cửa phía bên ngoài thì cái ánh sáng nó sẽ không bị chóa nữa. Và chúng ta nhìn nè, đó, cái hồ nó sẽ nổi lên và nó sẽ rất là sắc nét ha. Và đàn cá thì rất là đẹp luôn mọi người ơi, cái đàn này thả ra cực kỳ luôn. Đây là những con huyết long fully mọi người nha. Lần sau hai máy mà nó đã máy, nó đã lên cam như này rồi. Tức là anh khách này anh đã đặt cái cá này của em từ hôm bữa giờ. Thì em đã chăm là cho ảnh qua thời gian thì màu nó đã phát triển rất là tốt rồi. Mọi người chúng ta thấy nè ha, đó, càng dài và đuôi rất là to luôn, đó, tuyệt vời luôn, rất đẹp. Rồi, mọi người chúng ta về ở chỗ em á thì những cái hồ nó sẽ rất là nhỏ cho nên là nó không có được căng đẹp như đây. Còn đây mọi người chúng ta thấy là khi mà thả ra hồ lớn, hồ rộng thì nó con cá nó được có không gian nó bơi, nó thoải mái hơn và nó căng rất là đẹp luôn. Con nào cũng đầu mũ và đuôi càng rất là dài luôn. Đây là 6 con huyết long fully nha mọi người nha. 2 em Sam, 1 em Sam Black Diamond, 1 em Sam Albino, 2 em hổ. Hổ lên màu rất đẹp nè mọi người thấy không? Đây con sọc cực kỳ to luôn. Đó, 2 em Cát Kinh Công. Đó. Và 2 em Albino. 2 em Phi Phụng bên trên nè. Đó. Đó. Ở đây mình chỉ là mình thay nước. Tôm mà mình thay nước từ lại. Anh đặt cái gì cũng được nha. Giờ một ngày anh thay nước hai lần cũng được luôn, một chục lần cũng được luôn. Cứ mắt em xét là một lần đi. Rồi. Thì cái hành động nó cũng giống nãy, tức là cái bơm thay nước nó bật nè, chân chúng nó tắt nè. Rồi đây là cái một thời gian. Bây giờ anh muốn thay nước bao mấy giờ anh thay nước? Bây giờ mình xét là 14:48 rồi. Hai cái chuyện nó thay nước nha. Rồi. Tất cả các ngày trong tuần hoặc là thứ hai thứ sáu rồi đó rồi đó này ha, cũng vậy nha. Mình nên chọn là thay thường xuyên nhưng mà thay ít thôi thì nó sẽ cá nó sẽ ổn định hơn. Bây giờ đã xong đó, chỉ như đó thôi. Nó cũng 2 phút đó chứ gì. Giờ anh đợi 2 phút đúng 14:48 phút thôi là nó thay nước. Rồi anh sẽ coi thay nước như thế nào nha. Do vi sinh mới chăm anh. Ngày mai anh bật lên là ok.
không có bị chèn. Cái cá ở trên luôn cũng vậy luôn, ở trên nó có phao ở trên luôn. Khi mà ở trên nó chèn nó dư thì chị đâu có bơm nó ngắt luôn. Nó ngắt rồi nó nước nó hồi xuống mà bơm chạy lại bình thường. Bây giờ không bao giờ nó chèn ở trên dưới được. Nó là cái an toàn ở đây. Anh đợi 2 phút. Vì mới đem ra này. Cái đây chạy ra này. Mình thường thì em chỉnh cái như vậy thì nó sẽ không có cao lên đâu. Mà nhiều trường hợp như cái bơm nếu mình nó bị hư đi mà nó không thay, nó không bơm ra đi thì nếu nó dâng lên đây là nó không bơm, nó không xuống nữa. Nhưng mà nó hư là mình biết nó hư liền, tại nó sẽ không báo ra. Tại vì nhiều khi á là không có ai bắt lại này cũng còn mình có cũng chơi được. Nào để xíu cho nó khăn nước lại. Chỉnh thêm nữa chắc là 5 phút thì nó sẽ xuống tới đây, chắc 5 phút rồi. 5 phút hoặc là 10 phút thì đó, thì cái đó thì tùy anh nó thay đổi rất là nhiều ha. Đúng rồi. Còn đây nó sẽ hụt nước. Hụt nước này. Hụt bao nhiêu nó sẽ nâng cấp vô. Đến khu vực như ban đầu thì nó sẽ ngủ. Chỉ có như là đơn giản à. Xét nó quên nó có chứ xuống mà hoàn thành thì đơn giản để anh xài. Nói chung là xét xong á thì anh hầu như là sẽ không cần đụng vô nữa. Nói chung là tự động thay hết á. Tự động rồi đó. Ngay cả anh đã xét rồi, khi mà rớt mạng đi thì tới ngày tới giờ nó cũng tự chạy. Đó, nó mình không cần phải mình ấy. Thấy chưa? Rồi ok mọi người nha. Thì quá trình thả mấy em cá cho anh trai và cũng như là bàn giao bổ hồ và cũng như là tất cả mọi thứ, bộ điều khiển thông minh thay nước tự động chạy đa mực nước cho anh trai, thì bên em đã xong ha mọi người ha. Đã, mọi người chúng ta thấy đàn cá khi nó thả ra một hồi, một lúc nó đã quen rồi thì con nào con nấy căng rất đẹp, và chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng là cái mang của nó đã lên màu cam rất đậm rồi mọi người chúng ta thấy ha. Đồ xịn luôn luôn là chất lượng như thế mọi người nha. Đó, anh em nào mà thích làm hồ tại nhà hoặc là cá tận nhà thì mọi người chúng ta cứ Zalo cho em nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn lại mọi người trong clip tiếp theo nha. Ok, bye bye.